Xin chào, các bạn đã quay trở lại với Antia Studio. Nếu bạn là người đam mê âm nhạc và muốn thưởng thức âm nhạc mọi lúc, mọi nơi, ngay cả khi đi bộ, đi xe đạp mà không muốn đeo một chiếc tai nghe vướng víu, thì Bose Micro chính là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Đây là sản phẩm đúng chất loa di động. Và ngày hôm nay thì hãy cùng mình đánh giá chi tiết về Bose Micro này nhé. Thoạt nhìn thì mình rất ấn tượng bởi thiết kế của loa. Đúng như tên gọi Micro, sản phẩm có kích thước khá nhỏ gọn và mình cực kỳ thích chiếc dây đeo cao su linh hoạt được tích hợp phía sau của nó. Bạn có thể sử dụng để kẹp loa vào túi hoặc bất kỳ thứ gì bạn muốn kẹp vào, kể cả là tay lái của xe đạp. Chúng ta có thể vừa nghe nhạc vừa đi bộ hay là vừa nghe nhạc vừa đạp xe gì đó, rất tuyệt vời phải không nào? Loa được hoàn thiện khá chắc chắn với mặt ngoài được phủ một lớp cao su mềm và sờ rất là êm tay, cũng có thể chống sốc nhẹ. Nếu chẳng may mà loa có bị rơi từ trên tay xuống thì cũng không sao cả. Chiếc Bose Micro này có kích thước chỉ 95x95mm và chỉ nặng 290g, nên là một chiếc loa có tính di động rất cao. Mặt trước được thiết kế với một nửa là loa, nửa còn lại là logo của hãng, hai nút tăng và giảm âm lượng, một nút đa chức năng. Nút này thì vừa dùng để chuyển bài hát, nhận cuộc gọi, nhưng cũng có thể dùng để gọi trợ lý ảo Siri và Google Now rất tiện lợi. Mặt trên có các cổng sạc, nút nguồn và nút Bluetooth cùng hệ thống 6 đèn LED hiển thị tình trạng loa và tình trạng pin. Một điểm trừ trên chiếc loa này có lẽ là việc không có cổng AUX 305mm để kết nối có dây. Cách duy nhất bạn có thể kết nối với loa này là thông qua Bluetooth. Và nếu thiết bị của bạn có bị hỏng hay là không có tính năng Bluetooth thì có lẽ chiếc loa này chỉ dùng được kê sách mà thôi. Ở mặt sau, ngoài chiếc dây kẹp bằng cao su chống rách cực kỳ hữu dụng thì loa còn có một phần mặt kim loại được đục lỗ để thoát âm và bốn chân đế nhỏ để có thể đặt loa. Mình có thể nói thêm về phần dây đai đặc biệt này. Cách đeo đai thì cũng cực kỳ chắc chắn, bạn chỉ cần nhấc nó ra như thế này, treo vào đâu đó và gắn nó lại. Một trong những điều có lẽ các bạn quan tâm đó là việc nhấc nó ra khá là đơn giản, thì nó có dễ bật ra hay không? Mình xin thưa rằng nó rất khó bung ra, vì khi mình đã cài vào rồi, cái mấu ở đây thì nó sẽ bấu vào rất chắc, các bạn thấy không? Mình giật thế nào cũng không thể ra được. Còn các bạn muốn tháo ra thì chỉ việc nhấc ở đằng sau như thế này mà thôi, rất dễ dàng. Loa được trang bị khả năng kháng nước IPX7 nên người dùng hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng để đi du lịch dã ngoại. Bose cũng cho biết chiếc Soundlink Micro có thể chịu được những cú rơi xuống hồ bơi hay là nước biển cũng chả làm sao cả. Tuy vậy, không giống những dòng loa JBL, loa sẽ nổi khi rơi xuống nước, còn chiếc Bose này sẽ chìm nghỉm đấy nhá. Thời gian nghe nhạc của Micro rơi vào khoảng 6 giờ. Đây là một con số không thực sự ấn tượng nếu so với các sản phẩm cùng tầm giá. Chiếc Sony XB21 có thời gian chơi nhạc lên đến 12 giờ, hay là chiếc JBL Flip 3 thì cũng có thời gian nghe nhạc khoảng 10 giờ. Tuy nhiên, đối với mình 6 giờ nghe nhạc đã quá đủ rồi. Chắc các bạn cũng không muốn nghe nhạc quá 6 tiếng một ngày đâu nhỉ. Cũng giống như các sản phẩm khác của Bose, ứng dụng Bose Connect cho phép kết nối với hai loa Soundlink cùng dòng để chơi nhạc cùng từ một nguồn phát hay là sử dụng chế độ stereo phát âm thành hai kênh riêng biệt. Ở loa Bose Soundlink Micro thì hỗ trợ điều khiển thông qua trợ lý ảo Siri hoặc là Google Assistant. Không những vậy, loa còn tích hợp micro giúp cho người dùng nhận và trả lời cuộc gọi mà không cần đụng đến điện thoại, rất tiện. Tuy có thân hình bé nhỏ nhưng Soundlink Micro lại có công suất khá lớn, loa dễ dàng đủ âm lượng để chơi trong nhà, trong phòng lớn. Với mục đích sử dụng ngoài trời thì người dùng cũng phải tăng âm chạm mức gần tối đa, nhưng mà cảm giác thì vẫn không thiếu âm lượng. Một nhược điểm cho thiết kế nhỏ gọn như vậy là loa có cảm giác âm thanh tới từ một hướng, độ phù âm không rộng bằng những loa có hai mảng đặt cách xa nhau. Đây cũng là điều dễ hiểu và dễ chấp nhận đối với kiểu thiết kế nhỏ gọn này. Điểm ăn tiền của loa nằm ở cách thể hiện âm thanh. Loa có chất âm khá cân bằng từ dài trầm đến cao, chứ không thiên dài này mất dài kia như là một số sản phẩm tầm thấp. Âm trầm tất nhiên là sẽ không thể sâu được như những sản phẩm extra bass đến từ Sony, nhưng mà lượng thì vẫn đủ nghe. Phần siêu trầm sub bass thì không cho nhiều lượng nhưng mà vẫn đủ độ dày để tạo nên nền cho các âm thanh khác. Khi nói về từng dài thì Bose Soundlink Micro không có gì nổi bật cả, nhưng mà khi nói về điểm ấn tượng nhất ở chất âm đó là tính kết hợp giữa các âm. Tổng thể âm luôn hòa quyện với nhau chứ không tạo cảm giác mỗi âm một nẻo. Chính vì vậy nên mà đây là một chiếc loa nghe tạp khá tốt, dễ nghe và phù hợp với nhiều gu nhạc khác nhau. Bây giờ thì mình sẽ để ở đây hai sản phẩm có cùng tầm giá trên dưới 3 triệu là chiếc loa JBL Flip 4 và một đại diện đến từ Sony là FRS XB31 để các bạn có thể nghe thử và đánh giá xem chất âm thế nào. Các bạn hãy đeo tai nghe vào để có trải nghiệm âm thanh tốt nhất nhé. Leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't.
Và đó là tất cả những gì mà mình muốn giới thiệu cho các bạn về chiếc loa Soundlink Micro đến từ Bose. Và như các bạn đã thấy thì đây là một sản phẩm loa có kích thước di động rất nhỏ, đem lại âm thanh cực kỳ chất lượng. Nếu các bạn quan tâm đến chiếc loa Soundlink Micro này thì hãy ấn ngay xuống phần link mình để dưới phần mô tả nhé. Nếu thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho chúng mình một like và một subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.